Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách quá nhiều bất kỳ được cài đặt trên điện thoại iPhone bằng mật khẩu riêng như thế này. Ví dụ bây giờ sẽ vào cuộc gọi này, ứng dụng sẽ bị khóa, có mật khẩu bước vào được. Hay bây giờ mình sẽ vào một ảnh này, cũng bị khóa, có mật khẩu bước vào được. Hay bây giờ mình sẽ vào Messenger này, cũng bị khóa, có mật khẩu mới vào được ứng dụng này. Hoặc bây giờ mình sẽ vào Zalo này, có mật khẩu mới vào được ứng dụng. Để khóa ứng dụng bằng mật khẩu riêng như vậy thì mình làm như sau. Đầu tiên mình vào ứng dụng đồng hồ này, tích chọn vào cái mục là khi hẹn giờ kết thúc này, mình kéo xuống chọn cái mục cuối cùng dừng phát, tích chọn, sau đó bấm thiết lập. Tiếp theo mình sẽ thoát ứng dụng này trở về màn hình chính. Tiếp theo mình sẽ vào cái ứng dụng là phím tắt này, tiếp tục mình sẽ chọn vào cái mục là tự động hóa, tiếp tục chọn lấy cái mục là tạo mục tự động hóa cá nhân này. Tiếp theo mình sẽ kéo xuống chọn đến cái mục là ứng dụng này. Tiếp tục chọn chỉ chọn màu xanh này. Và bây giờ các bạn muốn khóa ứng dụng nào thì các bạn tích chọn như thế này. Bất kỳ ứng dụng nào được cài đặt trên điện thoại mình khóa bằng mật khẩu riêng đều được. Tùy theo các bạn chọn. Sau khi chọn ứng dụng cần khóa xong, tiếp tục các bạn bấm vào chữ xong bên góc phải này. Tiếp theo bấm vào chữ tiếp bên góc phải. Tiếp tục chọn đến cái mục là thêm tác vụ. Tiếp theo mình sẽ chọn đến cái mục là ứng dụng. Tiếp tục mình sẽ chọn ứng dụng đồng hồ này. Tiếp tục chọn đến cái mục là bắt đầu hẹn giờ. Và mặc định nó sẽ chọn 30 phút như thế này. Bây giờ các bạn tích chọn vào chữ phút này. Chọn đơn vị là giây. Tiếp tục chọn vào chữ 30 này. Và các bạn chọn số 1 này. Sau đó bấm xong. Tiếp theo bấm vào chữ tiếp bên góc phải nè. Tiếp tục các bạn tắt cái mục là hỏi trước khi chạy đi. Bấm tắt như thế này. Chọn không hỏi. Sau đó bấm xong. Như vậy là mình đã khóa 26 ứng dụng bằng mật khẩu riêng. Bây giờ mình sẽ bấm trả về màn hình chính nè. Ví dụ bây giờ sẽ vào Facebook nè. Ứng dụng Facebook đã bị khóa bằng mật khẩu riêng. Có mật khẩu mới vào được. Còn nếu các bạn muốn bỏ khóa ứng dụng để trở lại bình thường thì các bạn tích chọn vào ứng dụng phím tắt này. Tiếp theo sẽ vuốt sang trái như thế này. Như vậy là mình đã cả khóa ứng dụng thành công, ứng dụng sẽ trở lại bình thường. Cách khóa ứng dụng bằng mật khẩu riêng như thế này rất hữu ích trong một số trường hợp. Video của mình đã kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.